Vâng, xin chào các bác đến với kênh Thiên Sơn Đàn. Và hôm nay giới thiệu bác một mẫu Touring Gian XKSL2. Đây là một dòng Touring khá là bán chạy bên em mà được rất nhiều các bác quan tâm. Thì những cái video lần trước em đã giới thiệu qua. Thì lần này em về với một chiếc nó màu xanh lá mạ nhá. Màu xanh, xanh lá mạ rất là nổi bật trên cái tông màu của xe. Đây là mẫu Gian Touring dòng Gian XKSL2. Hôm nay em mới về một chiếc màu xanh lá mạ còn rất là đẹp các bạn ạ. Và bây giờ xin mời nhé, tổng thể chiếc xe. Vâng, riêng thì cái dòng Gian XKSL2 này thì em đã về rất nhiều trong thời gian vừa qua. Thì đây cũng là một trong những mẫu dòng Touring rất bán chạy ở cửa hàng bên em. Thì đây cũng là một cái mẫu xe màu đầu tiên về bên em, đấy là màu xanh lá mạ với cái nước sơn màu xanh chuối cũng nhá. Nhìn rất là nổi bật. Đây là cái màu đầu tiên về bên em, thì hầu như em về những chiếc màu xanh XKSL2 thường là màu đỏ đen hoặc là trắng. Đây là cái mẫu màu xanh lá mạ đầu tiên về bên em, model Gian XKSL2. Đây, Gian XKSL2. Và xe làm từ hợp kim nhôm alu XL rất là cao cấp. Đây là một trong những mẫu hợp kim nhôm xương nhẹ của đặc quyền của Gian, nhưng đây những dòng chữ SL đây thì là mẫu chân của dòng alu X, nhẹ hơn nhôm siêu nhẹ, dòng cao cấp. Tổng thể nước sơn xe đánh giá khoảng tầm là 90% xe. Tuy có một vài vết xước nhỏ trên khung hình xe đây, rất là bé và li ti. Thì trong quá trình sử dụng thì nó cũng phải đánh khỏi rồi, nhưng mà tổng thể xe rất là đẹp lắm nhá. Nước sơn rất sáng và bóng. Đây là cái mẫu màu xanh lá mạ đầu tiên về bên em, dòng Gian XKSL2. Các bác có thể đi đạp xe đạp thể thao nhẹ nhàng đường phố. Và cái dòng Gian XKSL2 này là phù hợp với mọi lứa tuổi cho các bác đi. Đây là một trong những cái mẫu ra cửa hàng xe đạp bên em rất là bán chạy, dòng Gian Touring Gian XKSL2 được rất là nhiều các bác ưa chuộng. Và xe được dạy chạy với bộ Jameson rất là cao cấp, cổ phốt kim đông chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, tay lắm cao su chính hãng nguyên bản theo xe của Gian. Và xe sử dụng với tay bấm xả của Shimano 9.8 tầng lip chính hãng nguyên bản theo xe. Cụm phanh trước là cụm phanh dầu thủy lực của Techo. Kim đông xe cũng rất là mới không nhá. Hôm nay hơi chói sáng tí, lắng hơi lắng hơn mà quay nó hơi bị lóa, các bác thông cảm. Bên tay phải em là 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano cũng bản theo xe, và cụm phanh sau sử dụng với cụm phanh dầu thủy lực từ Techo. Cái mẫu dòng Gian XKSL2 này là rất là dễ đi, rất dễ sử dụng cho các bác dòng xe đạp thích đi dạo, đi nhẹ nhàng tầm buổi chiều hoặc là tầm sáng, rất rất sử dụng. Đây là một trong những cái dòng mà hợp mọi bên lứa tuổi, các bác có thể đều đi được. Và xe cũng chịu mình dụng với bộ Jameson rất là cao cấp. Vành của Gian chính hãng nguyên bản theo xe, vành SR2, vành nhôm hai lớp. Đấy. Như em biết thì trong cái thời gian vừa qua giới thiệu thì giờ riêng dòng vành của Gian thì thường thường có mẫu của nó là vành của SR. Đây là một vành hợp kim nhôm cao cấp rất là cứng và rất là bon. Và đây là vành đĩa đổ bản 3 phân, giúp cho xe bám sát mặt đường và được chắn gió tốt hơn, rất là mỏng. Xe sử dụng với kích thước lốp 700x28C, vẫn là kích thước lốp khá là cơ bản của những dòng Touring thông thường. Hộp yên chính hãng của Gian, yên nguyên bản theo xe, yên của Gian rất là mới. Gạt đĩa Shimano Touring TX nguyên bản theo xe, đùi đĩa 3 tầng, la tô chắn đĩa nguyên bản theo xe. Đằng sau xe sử dụng với củ đề Shimano TX và sử dụng với 8 tầng lip chính hãng của Shimano, 8 tầng lip đen. Vành đằng sau sử dụng với vành của Gian SR2 và lốp Kanza kích thước lốp 700x28C, còn rất là mới. Xe đánh giá tổng thể 90% xe rất là đẹp. Đây là cái mẫu màu xanh rất là lạ mắt bên em, rất là nổi bật đầu tiên về bên em. Và bây giờ sẽ cho đo chiều cao đứng của khung xe.
Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size S, tức là size 47. Khi ở các bác cao từ 1m6 đến trên 1m7. Xe trang bị V8 tầng lip chính hãng của Shimano, lip đen. Và bây giờ xin mời anh chi tiết hoạt động của xe. Lên lip thôi. Vâng, đây là cái mẫu touring cơ bản, rất là dễ đi không nhá. Xuống lip chuyển động rất là mượt mà và trơn tru, phù hợp với mọi lứa tuổi so với những dòng gian SL2. 3 tầng đĩa, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, rất là mượt mà và trơn tru. Đây là cái màu xanh lá mạ, lon chuối rất là lạ mắt bên em. Đầu tiên về bên em. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc gian Touring SL2, gian X-Cap SL2. Đây là một trong những mẫu dòng Touring rất là bán chạy bên cửa hàng bên em. Và đầu tiên về bên em với cái màu xanh lá mạ. Và xe được trang bị với bộ khung cao cấp, bộ khung gian Alloy XL, một hợp kim nhôm siêu nhẹ của dòng nhôm gian. Và xe giá rất tốt bên em là 7 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Hoặc là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943. Hoặc lên YouTube tìm Kim Xe Đạp, nhấn đăng ký và theo kênh. Vâng, hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em cũng kinh doanh mua bán chuyên về đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Vâng, các bác có thể thấy rõ rất nhiều đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật, Cổ bên em. Đây, rất là nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ bên em. Và các bác lên... Và các bác lên trên YouTube tìm kiên đồ cũ, đồng hồ chuyên đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật, Cổ. Và các liên hệ theo cái số điện thoại Zalo 0936 050 424. Và nhấn đăng ký theo cái kênh và liên hệ theo số Zalo để được tư vấn chi tiết hơn.